Đi đi. Con gì bà ơi, con là mẹ chị mà em. Bà con ở ngoài cho con ở ngoài, quần yết cho con ở ngoài, con bị chồng ăn hết rồi. Vậy ai lên đồn con, mèo chị mèo em, ông rồi bà cũng giúp con ở ngoài, mèo mèo út em út con bị ăn, bị chồng ăn hôm nay, bà cho con ở ngoài, hai chị em con cũng bị mèo chồng ăn hết rồi. Quần yến ơi xin bà cho linh hồn con ở đây tu thì mới mốt con được tái kiếp thành người. Còn mẹ con ở đây chứ, mẹ con ở đây thì bà nuôi dưỡng chắc chiêu. Quần yến ơi đừng cho mẹ mèo mẹ ở ngoài nữa, thì để mai mốt mẹ con đẻ cháu gác cho bà ở gì đâu Phật. Ngày xưa con cháu cũng là người đó, là mèo á, là con cháu của bà là hổ, con mèo là con cháu của bà gốc đây, cho nên bà cho anh dạng mèo để giữ nhà bắt chuột, là giữ loài độc hại cho con người đó. Nhưng mà tụi con ăn uống có bao nhiêu đâu, ăn ít lắm, chỉ là bắt chuột ăn là nhiều, con mới biết được bắt chuột mà con mới bỏ xác. Chắc có lẽ phần số con tới đây là bà cho con bỏ xác để con tu được thành người, và tới đây là tu gấp rồi. Thôi đừng khóc nữa, để hoàng yến cho lựa là xin bà cho hai linh hồn mèo vào trường tu để được tái kiếp. Dạ con đội ơn hoàng yến. Thôi